Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Mở đầu tập 15 là cảnh hồi tưởng lại của Trầm Bình An vào thời điểm hắn 5 tuổi. Phụ thân của Tiểu Bình An cách đây không lâu đã biết được một phần bí mật về bản mệnh sứ. Trải qua đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng thì ông cũng liều mình đi lấy bản mệnh sứ của con trai vẫn còn đang trong thời gian đung tạo ra đập vỡ. Trước khi rời khỏi nhà, những lời cuối cùng mà người cha này nói với con trai giống như lời hứa giữa hai nam nhân rằng sẽ mãi mãi bảo vệ và chăm sóc cho người phụ nữ của mình. Cuối cùng, Tiểu Bình An được cha mua cho một sâu kẹo hồ lô, mặc dù rất vui vẻ nhưng sau khi dùng cái đầu nhỏ của mình để suy nghĩ một lát thì tiểu hài tử nói với cha, sâu kẹo nhỏ hơn thì ăn càng ngon hơn cha ạ. Thật ra thì hài tử biết nhà mình nghèo mà thôi, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng đúng không các bạn? Và đây cũng là sâu kẹo cuối cùng cậu bé được ăn, cũng là vị ngọt cuối cùng của đứa bé trai này cảm nhận được trong vòng hơn 10 năm sau đó. Đêm đó, cha của Tiểu Bình An không còn về nhà nữa, ngày mai táng thì trong quan tài cũng không có thi thể, cũng chẳng biết nguồn cơn do đâu mà ra, chỉ biết rằng đêm đó là một đêm mưa bão tại nhà của Mã Lan Hoa, cũng là bà nội của Mã Khổ Huyền. Cha của Mã Khổ Huyền tay chân run lập cập trở về, tuy thân thể run rẩy nhưng trên mặt thì không giấu nổi vẻ hưng phấn. Còn vợ hắn cũng hỏi nam nhân này rằng chuyện tối nay làm thế nào, có thành công hay không. Trong nhà lại vọng ra tiếng chửi mắng của Mã bà rằng đôi cậu nam nữ này, Trần gia nhà hắn từ trước đến nay đều là dòng độc đinh, người hại mạng cha hắn như thế, tiểu thí hải kia chỉ mới có 5 tuổi làm sao mà sống nổi, người lại tự tiểu lấy một bãi mà soi mặt mình vào xem, với cái đức hạnh của ngươi mà cũng mơ tưởng rằng Trần Thục sẽ tái giá làm thiếp của ngươi sao, ta nhổ vào. Trần gia một nhà ba mạng đấy mất đi là nhà người ta đoạn tử tuyệt tôn, tổ tiên nhà họ Trần có linh mà trả lại nghiệt thì các ngươi gánh được sao, thân giả này gánh được sao, bảo bối tôn nhi của ta cũng phải gánh sao. Con dâu cũng không phải là dạng người hiền lành dễ bắt nạt, lập tức đáp trả lại ngay. Cuối cùng mẹ chồng nàng dâu suýt thì đánh nhau tơi bời trong đêm đó. Nếu như không phải do cha của Mã Khổ Huyền tỏ thái độ muốn xem hai người liều mạng với nhau ngay và luôn để cho gã ta được sung sướng lấy hết tiền đi cưới vợ mới thì chắc là hai người còn có thể đánh đến phân gia sinh tử thật luôn. Nhân quả giữa hai nhà đã kết xuống từ đây, Tiểu Bình An thì làm sao biết được chân tướng chuyện này. Hắn chỉ nhớ rõ ràng một chuyện rằng, sau khi cha mất, hai mẹ con hắn rất khó khăn, lại thêm mẹ bệnh nặng mà nhà họ Mã đã từng thiếu nhà hắn 5 văn tiền. Tiểu Bình An dù lo sợ nhưng vẫn đến hỏi số tiền thiếu này cũng chỉ vì quá khó khăn, thế nhưng hắn bị khinh thường, bị đánh đuổi ra khỏi nhà họ Mã, lại bị quăng số tiền đó vào người giống như họ Mã bố thí cho ăn xin vậy. 5 tuổi, Tiểu Bình An chịu mắng, chịu đánh, chịu coi thường, lại càng thêm làm hết sức mình để có tiền mua thuốc cho mẹ. Nhưng đến cuối cùng, mùa đông năm đó mẫu thân hắn cũng không thể cố thêm được. 5 tuổi Tiểu Bình An có mẹ, trở thành 6 tuổi Trầm Bình An mồ côi. Còn về phía Mã gia làm việc quá đáng như vậy cũng là có nguyên nhân, lại nói phụ thân của Trầm Bình An khi còn sống là một người rất là tốt tính. Điều này thì ai cũng biết, thế nhưng mà mẫu thân hắn là một người đã tốt tính lại càng khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Đến mức mà top 3 chiến lược mõm tại Ly Châu Động Thiên là Mã Lan Hoa có thể mắng khắp tiểu trấn này, nhưng chỉ riêng đối với Trần Thục thì bà chỉ tiếc cho người phụ nữ này không phải con dâu bà vì con trai bà không xứng, cũng không dám nghĩ muốn có con gái như này vì bà cũng thấy bản thân không xứng. Lần này, Mã gia trở mặt vô tình như vậy là làm theo lời của Mã Lan Hoa, bà muốn lấy thân già của mình ra để mà gánh hết nghiệp báo của con cháu. Cho nên, cuộc đụng độ của Mã Khổ Huyền với Trần Bình An tại thần tiên mộ tối nay là do kẻ này muốn tự tay nhận lấy toàn bộ phần nhân quả mà nhà hắn đã gây ra cho nhà họ Trần. Tất nhiên là trận chiến này cũng không thoát khỏi con mắt của Dương Thần Quân. Nói rằng vị thần quân này nắm rõ mọi thứ tại nơi đây hơn bất cứ ai thì cũng không hề quá đáng. Tất nhiên, bao gồm cả việc cứ khoảng 60-100 năm thì nơi đây sẽ xuất hiện một cặp đối thủ trời sinh, cũng coi như tử địch cũng có thể coi cả hai là đá mài lẫn nhau. Có lẽ thế hệ này cặp đối thủ trời sinh nên ứng với Trần Bình An và Mã Khổ Huyền. Trong hai người này, nếu không có người biết rõ nhân quả lại có muốn cường ngạnh can thiệp để rồi phải gánh lấy sự cắn trả của số mệnh thì chắc chắn một trong hai phải bỏ mạng dưới tay của đối phương là kết quả tất yếu sẽ đến. Bây giờ, trong sân nhỏ của Dương Thần Quân đang có nhị đệ tử của ông là võ phu chiến cảnh đỉnh phong Lý Nhị. Dương lão hỏi rằng, ngươi có biết rằng việc ngươi vi phạm quy tắc tự ý đưa cơ duyên cho Trần Bình An là hại hắn hay không? Hai phần cơ duyên đó rơi vào bất cứ tay ai đều là cơ duyên lớn bằng trời. Chỉ duy nhất Trần Bình An thì không được, chỉ cần một ngày hắn còn ở trong tiểu trấn này thì đều không nhận được kết quả tốt đẹp gì. Bởi vì bản mệnh sứ đã vỡ, cho nên mệnh số của đứa bé này như một tờ giấy mỏng. Đừng nói là cơ duyên lớn bằng trời, giống như là địa bánh từ trên trời rơi xuống, mà ngay cả cơ duyên nhỏ nhoi như giọt nước mưa, chỉ cần là hơi lớn một chút mà thiếu niên này không cẩn thận đối đãi, thì đó chính là tai họa sát thân. Lý Nhị, ngươi nói xem, trên đời này những chuyện như tâm tốt làm việc xấu còn ít sao? Bây giờ hắn đang cùng Mã Khổ Huyền đánh sinh tử tại thần tiên mộ, ngươi nói xem, ai sẽ thắng?
Lý Nhị mới trả lời, Mã Khổ Huyền kẻ này tâm tư sâu nặng, thiên phú chắc tuyệt, bây giờ cũng đã là hai cảnh võ phu rồi, lại thêm sư phụ cũng đặt cược vào tương lai của kẻ này không ít, nhưng đệ tử vẫn mong muốn người thắng là Trần Bình An hơn. Còn tình hình thực tế tại Thần Tiên Mộ vào lúc này chính là Trần Bình An cản lại Ninh Diêu động thủ trước sự khiêu khích của Mã Khổ Huyền. Hơn ai hết, hắn đã nhận ra sự bất thường của tên này từ rất sớm, cho nên luôn giữ thái độ cảnh giác với kẻ này. Thông qua lần giao thủ cạnh bờ sông lần trước, kinh nghiệm nói cho Trần Bình An biết lần này giao thủ nếu muốn sống thì hắn phải dùng toàn bộ sức lực. Cho nên điều này vừa ra ngoài dự tính của Mã Khổ Huyền. Xa một ly đi một dặm, thiếu niên này không chỉ coi nhẹ lực bộc phát của đối thủ mà còn không thèm để ý đến khả năng kháng đánh và chịu đòn của Trần Bình An. Mọi sai lầm đều phải trả giá, từ suy nghĩ ban đầu là có thể nhẹ nhõm chà đạp đối thủ, dưới chân tiếp theo lấy đó làm điểm yếu để áp chế Ninh Diêu, cuối cùng là hạ sát cả hai đến hiện thực bày ra trước mắt là Trần Bình An có thể ăn miếng trả miếng, bất chấp bản thân còn đang bị thương chưa lành. Rốt cuộc, Mã Khổ Huyền sẽ phải nhận trái đắng như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!